Mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin một chi nhánh của siêu thị Mega Market tại thành phố Hồ Chí Minh dán thông báo: khách hàng mua một thùng mì tôm chua cay Hảo Hảo S 75g nhân 30 phải mua kèm một trong ba sản phẩm là cải bẹ muối xanh Rosa 372693, 372694 giá 15.000 đồng một gói, 372697 giá 17.000 đồng một hộp nhận tại thu ngân. Theo đó, người mua sẽ được mua một thùng mì gói với giá 99.000 đồng một thùng. Thông tin này nhanh chóng khiến người tiêu dùng bức xúc. Tôi cảm thấy siêu thị như đang ép người dùng mua bia kèm lạc khi họ thông báo rằng muốn mua thùng mì tôm phải mua kèm rau cải. Một người dùng Facebook tên Bảo Trung bình luận, chia sẻ với PLO đại diện siêu thị Mega Market cho biết đã nắm thông tin và cho rà soát lại để biết cụ thể thông báo này ở chi nhánh nào tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra đây là hình thức bán combo với giá ưu đãi, tuy nhiên các bạn tổ chức các chương trình khuyến mãi của chi nhánh này đang dùng từ ngữ không được chuẩn và khéo, gây khó chịu cho khách hàng khi mua sắm. Chúng tôi cũng đã đề nghị các bên liên quan tìm hiểu xem đây là của chi nhánh nào để kịp thời chỉnh sửa thông báo cho hợp lý, đại diện siêu thị cho biết. Thực tế có thể thấy thùng mì tôm này đang được bán với mức giá ưu đãi khi trên thị trường giá của thùng mì được bán từ 100 đến 110.000 đồng một thùng 30 gói. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.